Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân thương của kênh Đà Lạt Dấu Yêu. Ngày hôm nay tôi xin phép trình bày cho quý vị và các bạn, mình sẽ thiết kế một cái trái cầu mà trong đó nó có một cái bông hoa. Nó có bông hoa, quý vị. Thì để thiết kế được trái cầu mà ở trong ruột của trái cầu có bông hoa thì mình làm như sau. Đầu tiên, quý vị vào file, new cho mình một file mới. Mình chọn hơi lớn một tí nha quý vị. Quý vị chọn 19.200 với lại 10.800 pixel và độ phân giải là 300 ppi. Quý vị sẽ mở cho mình một cái layer mới. Mình chọn cái màu, hơi màu cỏ úa một tí. Ở đây ạ. Ok. Quý vị kích vào Create. Bây giờ mình sẽ dùng công cụ vẽ, chọn vùng mà hình ellipse đó quý vị. Đây ạ. Quý vị giữ phím Shift. Rồi mình vẽ xuống đây một cái hình tròn như thế này. Quý vị mở cho mình một layer mới và sau đó quý vị kích chuột bên phải vào Fill. Mình ở đây mình chọn một cái màu bất kỳ để mình fill vào đây, có thể là chọn luôn cả màu trắng cũng được quý vị ha. Ok, ok. Quý vị vào select, quý vị deselect, bỏ chọn. Và cái bước thứ hai để có bông hoa thì mình phải có một cái bông hoa. Đây, ở đây tôi có rất là nhiều cái bông hoa mình mới chụp sáng nay ở cái vườn cây cảnh ở trên nhà mình. Mùa dịch này mình không đi đâu xa được quý vị, mình chỉ luẩn quẩn ở xung quanh nhà, có cái gì thì chụp cái đó. Mình sẽ kích chuột phải vào cái ảnh này. Mình mở ra ở trên Photoshop. Bây giờ mình lại dùng công cụ mà chọn vùng hình ellipse nha quý vị. Giữ phím Shift và mình sẽ chọn xuống đây cái vùng như thế này. Vì không ạ? Đây, mình bao cái bông hoa lại như thế này. Quý vị click chuột bên phải vào Feature, quý vị đánh cho mình, chọn như mình là 100. Quý vị ok. Sau đó mình bấm Ctrl Z. Bây giờ quý vị trở lại phím Move Tool. Mình gấp cái mà mình vừa mới Ctrl Z ra, mình mang qua cái bên này, mình để vào đây. Quý vị nhìn thấy bên này nó rất là bé. Cái vòng tròn của mình nó rất là lớn mà cái hoa mình nó rất là bé như thế này. Tại mình hình như mình chọn cái độ phân giải của cái file này nó quá lớn đó quý vị. Để mình coi bên này của nó đã 52cm rồi. Cái size bên này của mình là 1m62, trời ơi, hơn 1m5. Thảm nào mà cái hoa gấp vào nó rất là bé. Thôi bây giờ quý vị kích chuột bên phải vào, chọn Convert to Smart Object. Rồi mình sẽ giữ phím Shift, mình kéo ra một tí nghe quý vị. Được không ạ? Quý vị sẽ đưa chuột vào góc của cái bông hoa mà mình vừa gấp vào đấy ạ. Khi nào nó nhìn thấy hai cái mũi tên giống như tôi đang để ở đây, thì quý vị giữ chuột rồi mình xoay một tí cho nó cỡ 30 độ như thế này. Mình canh canh cho nó vào hơi hơi vào giữa này là được rồi. Nếu nó vào ngay ngắn quá thì nó cũng không đẹp. Quý vị kích vào dấu Apply. Bây giờ mình sẽ gấp cái bông hoa đó, mình thả xuống dưới cái lớp mà vòng tròn màu trắng này. Quý vị chọn lên cái vòng tròn màu trắng, quý vị kích chuột bên phải, chọn cho mình Blending Option. Ở cái bảng Blending Option này vừa hiện ra này quý vị, cái Fill Opacity ở đây, quý vị giảm nó xuống cho mình bằng 0, được không ạ? Khi giảm xuống thì quý vị lại nhìn thấy cái bông hoa này nó ra, tại vì cái Opacity Fill này mình giảm xuống mất rồi. Quý vị chọn cho mình Gradient Overlay. Ở đây cái bảng Gradient Overlay này này quý vị nhìn thấy mình để các cái thông số như thế này.
vì cái nó có cái bông hoa ở dưới nên mình phải tăng cho cái màu đầu tiên này nó đậm lên một chút này quý vị, các màu đều đậm lên ạ. Chút nữa mình sẽ giảm cái opacity của nó đi thì nó vẫn còn nhìn thấy, vẫn còn đẹp. Mình thêm một cái màu hồng vào đây nha quý vị, thêm một cái màu magenta vào chỗ này để mình chọn vào đây. Ok. Đó quý vị nhìn thấy bây giờ nó từ màu đậm này nó chuyển dần xuống cái màu này rất là lợt rồi. Quý vị click cho mình vào crop shadow. Ở trong crop shadow này nè quý vị, thì cái bảng này thì quý vị chọn cho mình là màu đen. Ok. Cái màu đen này quý vị tăng lên cho mình một chút xíu, cỡ 50% là được rồi. Cái distance này là kéo cái bóng ra này quý vị. Đây là cái góc của cái bóng thì mình sẽ đánh vào đây 130 nha quý vị. Cái độ nhòe thì mình cũng, cái này là độ nhòe của bóng đây quý vị, giảm xuống đây cái bóng nó rất là nét, mình tăng nó lên đây cho nó nhòe ra. Sau đó mình kích vào OK. Bây giờ quý vị nhìn thấy cái này nó cũng chưa thành cái hình quả cầu lắm đúng không ạ? Quý vị kích chuột bên phải chọn convert to smart object, mình cần vệt nó lại cho nó thành một cái layer thông minh nha quý vị. Đó, bây giờ nó thành một cái layer rất là thông minh như thế này rồi. Quý vị vào opacity của nó rồi quý vị giảm xuống để mình nhìn thấy cái viền vòng tròn của cái bông hoa mà lúc nãy mình cắt vào, mình để vào đó quý vị. Rồi bây giờ quý vị sẽ add cho nó một cái lớp mặt nạ đó quý vị. Mình sẽ che bớt cái ở trên này đi để nó lòi cái bông hoa ra. Quý vị sử dụng cho mình cái mặt nạ màu trắng này. Quý vị dùng brush tool và quý vị sẽ dùng cái bảng màu màu đen. Ok. Bây giờ mình cần cái cọ lớn lên á thì cái dấu ngoặc vuông bên trái, ngoặc vuông bên phải đó quý vị. Ngoặc vuông làm bên trái á, là làm cái vòng này nó nhỏ lại, ngoặc vuông nằm bên phải làm cái vòng cái cọ của mình lớn ra, thì quý vị kích vào cái ngoặc đó đến khi nào nó lớn ra một chút. Rồi lớn ra cỡ này là vừa rồi. Bây giờ quý vị chú ý cái opacity này á, lúc nào nó cũng nằm ở 100%, quý vị giảm xuống cho mình cỡ dưới 20% là được nha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ từ từ, quý vị sẽ click chuột từ từ vào đây được không ạ? Rồi để đến khi mà bông hoa nó vừa mới nở ra rực rỡ trên cái quả cầu của mình rồi á, quý vị bây giờ mở cho mình một cái layer mới, cũng ở công cụ Brush Tool đó đó quý vị, cũng ở công cụ Brush Tool đó. Lần này thì mình bôi thẳng lên trên cái layer mới mà mình sẽ dùng bảng màu màu trắng nha quý vị. Rồi quý vị lại dùng cái ngoặc vuông mà bên tay trái đó, quý vị chỉnh cái cọ này cho nó nhỏ xuống. Bây giờ cái cách làm á thì nó như thế này. Mình để lớn như vậy, quý vị sẽ click cho mình vào đây để nó hiện ra một cái vòng mà hơi mờ mờ như vậy nha quý vị. Rồi sau đó quý vị sẽ giảm nó xuống. Mình tăng cái opacity này lên cỡ 50%. Rồi mình kích vào giữa này nha quý vị. Rồi quý vị tiếp tục tăng cái opacity này lên 100%. Rồi mình giảm cái vòng này nhỏ xuống nữa, bằng nửa cái vòng kia quý vị kích ở giữa.
Như vậy là mình tạo được một cái điểm sáng, và khi ánh sáng chiếu vào đây thì nó đưa bóng xuống đây. Xong xuôi rồi, bây giờ mình sẽ chọn hết cả ba lớp này, mình mẹt lại quý vị ha. Quý vị chọn lớp trên cùng, giữ phím Shift và chọn xuống lớp dưới, trừ cái lớp background ra, quý vị kích chuột bên phải mẹt cho mình layer. Đây ạ. Đây là quả cầu mà tôi vừa trình bày với quý vị, là mình sẽ làm cái quả cầu này. Ở trong ruột quả cầu nó có cái bông hoa, quý vị nhìn thấy nó có đẹp không ạ? Mình vào file open, mình vào cái nền nha quý vị. Ở đây, ở trong cái nền này tôi có nhiều cái nền nó đẹp lắm. Bây giờ mình tạm thời lấy cái nền tia sáng này, gấp mình thả qua bên cái bản thiết kế của mình thả vào đây. Quý vị giữ phím Shift kéo nó ra cho nó lớn bằng bản thiết kế của mình ạ. Đây ạ. Kích vào dấu apply. Rồi mình sẽ gấp thả nó xuống dưới quả cầu. Bây giờ cái nền này nó quá đậm. Cái nền nó quá đậm, mình giảm cái opacity của nó đi cho nó mờ mờ như thế này thôi. Như vậy là vừa rồi tôi trình bày cho quý vị và các bạn, mình vẽ ra một quả cầu mà nó có bông hoa nằm ở giữa quả cầu. Chương trình video của tôi ngày hôm nay xin phép dừng lại ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công ở trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Xin chào ạ.